Xin chào mừng tất cả các bạn, quý vị khán giả của chương trình Du lịch Kỳ Thú phiên bản giải Marketai. Hiện tại thì Tiap đang có mặt tại quán cà phê Louis A. Và khách mời ngày hôm nay sẽ là không những là một người mà là hai người cực kỳ là đặc biệt. Mà đặc biệt đến mức mà rất là nhiều fan đã gửi thư để cho Tiap để Tiap giải mã. Và hôm nay thì mới có dịp mời hai bạn đó đến đây. Và hai bạn đó là ai thì xin mời tất cả các bạn cùng đi theo Tiap nhé. Mình đang thật sự rất là kiểu phấn khích tại vì khách mời ngày hôm nay là chắc các bạn cũng biết rồi, mình không cần phải nói vì sao mình phấn khích nữa. Bây giờ để cho Winner giới thiệu bản thân trước đi em. Mình là Winner đến từ nhóm B336. Peace. Em tên là Việt Thi, năm nay em 15 tuổi và em đến từ nhóm B336. Nhưng mà anh đang thắc mắc một điều là sao hôm nay hai bạn lại hình như là có đồ đôi à? Ủa đây là đôi đồ nhóm từ trong ra ngoài luôn. Đây là đồ nhóm ạ. Đồ nhóm thì phải cả nhóm mặc. Ở đây có hai người mặc. Tại anh MC mà. Anh muốn khui ra làm cái gì nữa? Không muốn nói đâu. Hiểu không? Tự hiểu đi. Thường khi mà anh giải mã các khách mời khác ấy thì anh sẽ chỉ dùng những cái hashtag này, một từ, hai từ để mà hỏi. Nhưng mà các em là những người đặc biệt hơn đối với anh, nên là anh phải đối đãi một cách cũng là đặc biệt hơn. Nên là hôm nay anh sẽ có một trò chơi khác có tên là Thật và Thách. Thông qua trò chơi Thật và Thách này thì anh sẽ giải mã các em một cách thú vị và chi tiết hơn cho quý vị khán giả cùng coi. Nếu mà thật thì các em sẽ được trả lời một trong những cái hashtag này. Còn thách, thách thì em phải chọn thách đúng không? Thì anh với cả Việt Thi sẽ nghĩ ra những cái trò để em phải làm. Ok. Bữa hai đứa sẽ win sầm xì, xem em nào thắng. Quan từ gì ra cái gì đấy. Việt Thi à, anh hãy kể lại kỷ niệm mà xấu hổ nhất của anh từ khi anh vào dự án B36 tới giờ. Nhiều quá, em thấy nhiều lắm. Anh nghe quá là anh biết sẽ trả lời cái gì luôn. Em thấy nhiều lắm anh ơi. Trời ơi, có nhiều thật lắm rồi. Công nhận nhiều thật tại vì anh là một cái người mà Thánh xấu hổ. Đúng là nhiều thật, nhiều lắm. Thì hôm đấy nhóm B336 có được diễn ở sân vận động Thống Nhất. Thì cái ngày hôm đó mưa, trời mưa rất là to. Sau đó thì do nhảy quá sung và quá nhiệt huyết đi, nhiệt huyết lên cái đầu của Winner này. Xong cuối cùng là cái quần của Winner nó bục luôn cái cúc, mà nó tột luôn cái khóa quần. Thế là lúc đấy Winner cứ đang nhảy, cảm thấy rất là mát mẻ ở dưới. Xong như thế nào nhìn xuống dưới. Winner có nhớ cái động tác đấy không Winner? Thế hôm đấy nhóm mình diễn rất là nhiều bài, nhưng mà cái bài mà em bị đấy là bài Massachusetts. Thì tại vì cũng lâu rồi từ cái đồi mà mình mới vào luôn ấy, nên là em không nhớ lắm, nhưng mà ok, nhớ qua thôi. Nhưng nhớ một cái đoạn drop là diễn tả lại đây. Sau khi mà em đã phát hiện ra là, tại vì khi lúc đấy em không nhìn rõ được, em chỉ nghĩ là cái khóa quần của em nó bị kéo xuống rồi. Thế em quay rằng sau em kéo rất bình thường, kéo mãi đến lúc sau nó lại tuột tiếp, thế em phải chạy ra ngoài để em kéo nó lên. Không, nhưng mà kéo lên nó không được tại vì nó bị đứt. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đấy là anh cứ tưởng là, thật sự là anh cứ tưởng là em đi vào trong để giao lưu khán giả phải không? Quẩy lên. Không, em tưởng là anh bị quên bài, xong cái anh nhục quá đi. Đấy là ok. Thế là xong rồi em cứ phải giữ này, diễn từ đầu đến cuối. Đó. Chuyên nghiệp. Việt Thi sẽ chọn thật hay là thách? Em chọn sự thật. Tại vì em quá, mọi người em nghĩ là mọi người quá rõ rồi, em cũng không có gì giấu giếm hết đúng không? Em thật là. Tại sao lại màu xanh? Tại em thích màu xanh lá. Ủa, từ lúc trong nhóm tới giờ anh không biết em thích màu xanh lá. Thích bị xa lánh à? Không, em không phải thích bị xa lánh mà là cái màu sắc yêu thích của em là màu xanh lá. Ok, thần tượng. Thần tượng của Việt Thi là ai? Thần tượng của em chị Billie Eilish. Nhạc của chị Billie là chị Billie tự sáng tác và sáng tác cùng một người anh, và anh của chị đó là produce cho chị đó luôn. Xong rồi còn kiểu dịch rất là tài nha, và không những tài giỏi vừa viết nhạc vừa hát được, mà nhạc của chị đó rất là hay luôn, kiểu nó có một cái riêng.
phong cách cũng vậy, ngay cả style mặt của Jared nó cũng là một cái riêng luôn mà. Em đã từng kiểu thử bắt chước kiểu ngon ngon sweat sweat. Rồi. One, two, three, ra cái gì, ra cái này. Rồi, winner là người thắng cuộc. Winner chọn thật hay thách? Biết rồi, anh biết rồi, em biết rồi. Nhìn vào ánh mắt của Việt Thi em biết là em nên chọn gì rồi. Thôi, anh cho em chọn thật đi. Thì à, có lại anh đúng rồi em ạ. Đê. Ok. Hashtag của em là sở thích. Sở thích winner là gì? Không, cái này nói là ngoài âm nhạc chắc chắn là yêu âm nhạc rồi. Khó nhỉ? Sở thích à? Tại vì ngoài âm nhạc ra thì có người gì mà nhạc nhẽo quá thú vị. Đúng trời ơi. Không, thật ra nhưng mà thường thường đi chơi anh Winner vui lắm nha. Tại ảnh giống như là người tạo trò hề. Việt Thi chỉ coi em như là một sản đúng phẩm mà em đang nghĩ thế. Sản phẩm giải trí thôi em ạ. Ý là Việt Thi đang bảo em là chỉ mua vui mọi người. Đúng. Cái người đi mua vui, muốn đời mua vui. Sao vậy? Mọi người sao vậy? Hôm nay mọi người chặt chém luôn quá nha. Đúng rồi. Thật rõ ràng, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Để em nghĩ thêm nha. Sở thích là em xịt tố dâu. Xịt tố dâu. Xịt tố dâu. Uống xịt tố dâu. Là cái gì vậy? Nó bị nghiện xịt tố dâu. À vậy hả? Trời mới biết. Xem nào. Sở thích khác à? Ngồi cạnh những người mà em tin tưởng và thân yêu, kiểu trò chuyện với nhau ấy. Wow. Kiểu có một cái không khí đầm ấm cạnh nhau. Không, cái này là nói thật. Thoạt nào suốt ngày sẽ ngồi một mình. Anh kỳ quá à, anh sao vậy? Đấy là Việt Thi. Chắc chắn là em phải chọn thách rồi. Ừ thì đó. Bà lêu. Tà lạnh. Em có đoán được không? Anh nghĩ gì không? Em đoán là anh sẽ làm một cái gì, trò gì đó rất là thú vị. Trời ơi, em chưa mừng tiếng nữa vậy đây. Rồi, Việt Thi sẽ phải đi ôm một người bất kỳ trong quán. Trời ơi. Đi luôn. Theo như anh được biết thì là anh chủ quán đúng không? Quán này không phải người Việt. Thế là anh dẫn em đến chỗ anh chủ quán nhé. Đi. Sợ mặt. Ngơ ngác luôn. Đâu? Đây. Hello. So can you speak English? Yeah, okay. We got a challenge for her, a guest for today. She got a... Can I hold you? Ask for permit to her. Can you? Just one. Please. Please, okay, please. Just one. Yes, okay. Just one. Okay. Thank you. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh chủ quán của quán cà phê Luya. Where you come from? I'm from Korea. Oh, anh là người Hàn. Xin mình anh chủ. Hello, xin chào. Tôi là Song Yun Kim. Đúng không? Tôi là người Hàn Quốc. Korea. My name is Jack. And now I'm from this cafe in Ho Chi Minh City and I love Vietnam. Thank you so much. Hey. Betty. Yeah. Sao? Em cảm thấy cái ôm đấy như thế nào? Nói thật sự thì anh chủ quán có vẻ là hơi ngại cho nên hơi gượng ép tí. Lúc nãy bao nhiêu? Việt Thi kiểu rất là rung rộng. Yes, okay. Yes, okay. Yes. Việt Thi kiểu rất là rung rộng. Cảm giác ôm một người ngoại quốc nó khác gì, có khác gì là ôm người trong nước không? Thì thấy ấm, tại anh người anh lớn cho nên ôm nó ấm. Chỉ khác mà được ôm á. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho cả hai người. Hai người không có quyền lựa chọn, đều phải trả lời câu hỏi này. Ok. Không sợ à? Không sợ. Tại vì bọn em trước khi đến đây, bọn em đã chuẩn bị một cái tư thế, cái tâm trạng nó rất là vui vẻ. Tâm thế. Một cái tư thế vui vẻ. Một cái tâm thế rất là vui vẻ. Thế nên là thôi anh cứ thoải mái đi. Rồi, câu hỏi anh đưa ra sẽ là các bạn phải kể điều gì, một bí mật mà nhóm B36 chưa biết. Nghĩa là bọn em chỉ đây nói vòng tròn này với anh thôi, còn cả nước biết thôi. Chắc rồi, ai biết được. Rồi, ai xung phong trước nào? Thôi em cho.
Em đang suy nghĩ đó. Chắc là không biết là mọi người có biết chưa, nhưng mà em nghĩ là không biết có mấy mé không nữa. Nhầm mấy mé. Hình như là lần đầu tiên em vào nhóm, em cực kỳ không thích B336. Sắp không? Không. Nhìn cái bộ dạng này mình biết. Đúng, nhìn em cái đợt đấy là dầu ôi. Đúng rồi, nhìn cái phụng phạm phụng phịu. Không phải, tại vì biết sao không? Tại vì kiểu em ở dưới quê lên ấy, xong rồi mấy anh chị cứ kiểu lại, xong nói tiếng Anh, tiếng Tàu, xa đang hê vô, rồi tùm lum hết, xong rồi em kiểu không có hòa nhập được ấy. Xong rồi em thấy mấy anh chị sao mà cứ làm cái gì mà để cho người ta chơi ấy. Sau đó em lúc đó trời ơi, lúc đó em thấy trời ơi, em thấy là mấy anh chị khó gần á. Anh chị khó gần á. Nhưng mà sau khoảng tầm 2-3 ngày ở nhà chung á, khi mà vào nhà chung. Nhanh thế. Đó thì em mới nói đây là bí mật mà em chưa bao giờ nói. Không phải là bí mật nữa mà là bây giờ mới nhớ ra thôi, chứ dường như tụi mình chẳng có bí mật gì. Đó. Trường đoạn ghét anh cực. Ấy thêm một bí mật nữa. Được, anh chỉ chờ câu này thôi. Trời ơi. Không. Sao em ghét? Tại vì cái hồi mà quay MV Marriage for Child ấy. MV đầu tiên đúng không? MV đầu tiên của tụi mình. Anh Thắng kiểu rất là đáng ghét luôn. Em kiểu em thì lúc đó em đâu biết gì đâu, xong rồi cái em cứ quên á, em kêu là mình này bạn, em xin với lại anh Winner là không biết là Winner là hơn tuổi gì. Em không biết anh Winner hơn tuổi, em quên mất luôn. Xong rồi em cứ xin không biết anh Winner. Xong Winner quay ra em chứ. Có bằng tuổi không mà cứ kêu xưng như thế. La thật hay là đùa? Em không nhớ, hôm nay em có nói không, nhưng mà cái sự mà tôn trên dưới ấy, nó phải rất là rõ ràng. Trời ơi, xong lúc đó em cứ quá đáng thiệt luôn á. Lúc đó em suy nghĩ chắc là tại sao là có một người đàn ông, người con trai gì mà quá đáng đến như vậy. Anh thấy thế quá quá đáng luôn. Sao em mà làm mắng em thế đúng không? La em dữ lắm thì trời ơi. Chưa đánh là may. Trời ơi. Rồi. Để đó. Hết rồi thì hết chưa? Chứ phải hồi trước em bảo là anh đẹp trai thế. Nào. Hồi xưa em bảo là ôi sao hồi đấy anh ngầu thế. Thế bây giờ hết ngầu rồi. Nào. Hồi thi chung kết đấy, cái hồi mà anh ngồi đánh trống ấy, em bảo ôi ông này ngầu thế. Hồi nào không hề luôn. Anh chắc sao anh biết được. Rồi Winner, đến lượt em đấy. Em ạ. Thật ra là cái này nó hơi đồng nó gọi là hơi giống với thi một chút xíu mà mình cũng không muốn kể ra, nhưng mà cái hồi em mới vào ấy thì em cảm thấy rất là ghét Mon Hoàng Anh. Tại sao? Chưa mới biết đi. Nó không phải là ghét theo cái nỗi đay nghén hay là kiểu như là phải trù dập cái gì cả. Nhưng mà kiểu không thích ấy, không phải là ghét mà là không thích. Tại vì kiểu như là khi mà mình vào một cái môi trường nào đó, mình có cái sự cạnh tranh, thì khi mà mình biết cái lợi thế của mình là cái gì mà mình tìm được một cái người đối thủ để mình cạnh tranh công bằng ấy, thì mình sẽ cái tính máu chiến của mình nó sẽ rất là cao. Và khi mà xác định rõ được cái người đó là Mon Hoàng Anh thì em kiểu như là mỗi lần mà kiểu tập bài ấy thì em với Mon em nghĩ em biết là Mon cũng không suy nghĩ gì đâu, nhưng mà mỗi lần như thế là em kiểu yeah ok let's go. Nhưng mà lúc đấy khi mình còn nhỏ mình chưa thân với nhau đúng thôi rồi. Thì cái hồi mà mới vào nhóm đúng rồi mới vô có biết ai với ai đấy, là nó chỉ bắt nó kiểu chỉ tiếp diễn trong cái khoảng thời gian mà quay MV Marriage for Child thôi. Còn bắt đầu từ cái lúc mà quay xong em sau đó một tuần em đi ra ngoài Hà Nội, xong đó là em lại bay vào tiếp, là cái chuyện đó nó không tiếp diễn là tại vì là em nói chuyện rất nhiều với cả chị gái của em, với cả là kiểu như là em kiểu như là cũng kiểu cạnh tranh công bằng hơn ấy, kiểu như là mọi chuyện với cả bây giờ mọi người cũng thân nhau hơn rồi. Quá thông. Hồi đấy suy nghĩ non nớt quá, biết cái gì đâu. Hồi đấy em còn định tính cạnh tranh với anh mà. Trời ơi. Ok. Ok nào. Đang ly các bạn ơi.